và bài hát song ca Lê Hoàng. Cho nên một lần nữa tôi thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt là rất xin lỗi chị em như đồng. Theo em như thế này là đang là hạnh phúc. Lớp cánh nụ cười tà áo dài tha thiết. Mặt đất dài ngày sống xa trái đất hay là những tử tù mà bị sống mà có thể trách móc chồng nhưng mà chúng ta vẫn cứ giận hờn bởi vì các anh không hiểu rằng lúc đó chị em chúng ta đã rơi vào một cái trạng thái. Xin cảm ơn rất nhiều. Điều nó hủy hoại hạnh phúc của chúng ta. Và đây là một câu hỏi mà nó đầu tiên là phải bảo vệ gì của phụ nữ hủy hoại niềm vui sống của họ. Thứ nhất, thứ năm, ích kỷ. Anh em nghe chán quá đúng không ạ? Nhưng thực ra dành tôi mà trong bao trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi thái bình.